trong gia đình là hầu như luôn tha hương đi muôn phương làm việc trong nhà. Cơ duyên đưa chúng tôi đến với một nơi xa lạ, nơi có đàn yêu thương và ngọc cảnh bờ. Thân tôi mang kiếm phu không được ngại gần đến nàng, nhưng đôi đua bốc meo vẫn mơ được trời lắm bao. Em thương tôi trái ngang giống cha mẹ đòi bốn trăng, đắng tay mỗi mình hầu đôi yêu như đại ta đi. Nàng có hay biết rằng ngày cha mẹ nàng biết chúng ta cảm mến nhau lâu rồi liệu có thứ tha. Sợ đớn đau cho nàng nên ta đành nhận do chính ta, không biết thân phận kiếm phú dám mơ thành hoa. Để cách xa đôi mình nên cha mẹ nàng đang thêm tên chọn tướng công cho nàng lâu kia đắng sông. Nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hông, nước mắt thân hồng có ai đớn đau gì đâu. Nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hông, nước mắt thân hồng có ai đớn đau gì đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.